Dạ cậu, tôi biểu tôi là đem cái thơ này đến cho cô. Cậu của anh? Dạ, cô coi thơ đi. Xuân à, trước hết là anh năn nỉ em, khi xem thơ này đừng giận, đừng hờ người anh bất hạnh này em nhé. Xuân, anh không phải là anh ba lái buôn, mà anh là Phúc, con của hội đồng lộc ở Vĩnh Long. Trời ơi, tôi đang nghi mà. Cô xem hết đi. Trời ơi, cậu tôi khổ lắm cô à. Khổ? Khổ bằng tôi không? Anh nói thật chuyện của mình cho ba biết. Ba đùng đùng nổi giận, bắt buộc anh cưới cô Bích Thủy. Ba ham he đủ thứ. Anh không sợ cho anh, mà anh chỉ lo ba anh sẽ gây tổn thất cho gia đình em. Nghĩ đến xa em là anh đau thắt ruột. Nhưng anh cũng nhất quyết phải đi xa, xa tính nơi phương trời. Đau xót đau vô cùng mà không nỡ đâu. Cách chia duyên tình người sầu đời cũng đau lòng thêm. Xuân, hãy sáng chờ anh. Đi ngang qua đây, tôi thấy con này tự nhiên cổ xỉu, rồi cái tôi mới đỡ cổ rồi mà. Cảm ơn ông anh ạ. Nhưng mà chắc cổ không có sao đâu ha, chỉ thoa dầu đánh gió chút xíu sẽ khỏi à. Dạ thưa bác cháu đi. Dạ không, dạ thưa ông anh, tôi đi ha. Bác Năm, bác có biết chú ấy không vậy? Không, mới gặp lần đầu à. Con Xuân hồi nào bây giờ đâu có bệnh mà ngất xỉu bao giờ. Trời ơi, sao tao lo quá. Cháu anh nhà canh giùm nó nha. Bác đi lên cái đầu ngọn là hút cho nó thang thuốc. Dạ, bác đi đi. Nhưng mà bác à, hả? Bác nhớ bứt luôn cho cổ nồi nước xong nha. Cô Xuân. Trời ơi, cái thai. Cô Xuân, cô nói gì vậy? Cô Xuân, chú đó đâu rồi? Cô hỏi chú nào? Cái cha già hồi nãy phải không? Chả đi rồi. Cô Xuân à, bác Năm không có ở nhà. Cô nói thiệt đi, có phải là cô đã có thai phải không? Thôi cô nín đi. Có phải là cô có thai với cha già hồi nãy phải không? Không, không phải đâu. Nó là... Trời ơi, sao anh lại tưởng là tôi có thai với nó chứ? Vậy chứ với ai? Tôi nhớ rồi. Có phải cái thằng trắng trắng đi chiếc tâm bản ghé trong ngọn cùng hoài đó phải không? Anh theo dõi tôi phải không? Nói thiệt cho anh biết nha, có với ai thì cũng vậy thôi à. Vì đời tôi như đã hết kể từ nay, đời tôi giờ đây như một cánh diều, không còn ngóng nhìn lại nữa.
cô đừng có khóc nữa mà. Nó đi rồi, nó lừa gạt cô à? Không, anh ấy không hề cố tâm lừa gạt tôi đâu. Anh ra đi vì nghịch cảnh trớ trêu, cha anh buộc cưới người con gái khác vì không muốn làm đứa con bất hiếu. Và đối với tôi, anh cũng không thể phụ dâng. Nên phải bỏ xứ lìa quê hương thành một mình. Anh bảo tôi chờ đợi, hy vọng tháng năm dài ba anh sẽ vui ngoan. Nhưng mà trời ơi, anh đâu ngờ tôi đã mang thai. Làm sao tôi sống được nếu mà tía tôi hay biết. Rồi đây bà con chồng sớm buông lời kinh miệng, nỗi ô nhục này tôi rửa tiếp mấy sông. Cô Xuân à, cô đừng có buồn nữa. Đừng buồn gì, đừng lưu luyến những ngày đau. Còn cái bào thai kia có tội tình chi mà cô đành giết đi, kỳ máu huyết cô đã tạo nó nên hình. Còn bác năm lúc tuổi già nua thui thui một mình, giàu có tôi nhưng làm sao bằng được đứa con mà mấy chục năm dài bác chăm sóc thương. Cô cứ để mặc cho tôi lo liệu, bắt năm về tôi nói sao hay về. Cứ ân nhân cho qua phải sống mà chờ đợi, bến cũ đò xưa có lúc lại trùng thùng. Anh Hào, anh tốt quá. Yên tâm đi, tôi sẽ nói với bác năm mà. Kìa, hai đứa bay làm gì vậy? Cô Xuân hết bệnh rồi à? Làm ta đi tìm ông thầy bảy muốn chết vậy. Bác Năm, con xin bác đừng có giận. Cô Xuân mới đỡ đỡ đó bác à. Bác ngồi đi, cháu có chuyện muốn nói với bác. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Có phải con Xuân nó... Dạ thưa bác, cháu muốn xin bác cho con cùng em Xuân thành gia thất. Kìa anh Hào, xin bác đừng từ chối. Dẫu con thiện bụng thương Xuân, xin bác hãy tin lời. Cháu hãy suy nghĩ cho rõ ràng, đừng làm điều khổ luyện cho thân. Quen lâu rồi sao giờ mới thành chồng vợ? Con đã trong mắt mấy năm trời ngài chẳng nói ra. Lúc này con ẩm khổ vô nhà, con thấy duyên trời đã khiến xuôi. Trước đây ta cũng muốn bay nên vợ chồng, nhưng nó có bằng lòng đâu. Sao thằng Hào nó nói vậy con nghĩ sao?
Dạ con. Con thấy không, tao biết mà, con gái tao nó không có chịu mày đâu. Nó còn đợi vua hay là hoàng tử đến rước đó. Ông bà hồi xưa nói phải, con gái đừng cho đi học, nhất là con gái nhà nghèo. Tí ơi, con, con nói chê anh Hào hồi nào đâu. Đó, bác nghe chưa? À, vậy là khôn đó. Gái ở đồng mà phải ưng trai ở ruộng, tổ nào theo tổ ấy. Cái vụ gái quê làm bà phi bà chúa chỉ có trong sách vở thôi con. Rồi, tụi bay tính chừng nào đó? Dạ, dạ cháu. Cháu gì nữa con? Dạ, dạ, dạ con tính tháng tới lo cho xong á, để còn lo làm ăn nữa. Con định cưới xong á, con sẽ ra ngoài vàm làm thêm. À, vậy cũng được. Mình nghèo cũng không bày vẽ làm chi. Tao tính là làm cặp dịch, nấu cúng ông bà với má con xưng xong là mời bà con lối xóm đủ rồi. Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Dạ, con dành dụm mấy năm nay được 100.000 đó, bác lấy lo dùm con đi. Thôi hai đứa nói chuyện gì nói đi, tao qua bên ông Bảy nhờ ông coi dùm nhà nào tốt em. À, bác đi à? Dạ, bác đi. Anh Hào, tại sao anh làm vậy? Xuân yên tâm, việc tôi làm hôm nay là chỉ muốn giúp cô có thời giờ yên ổn chờ đợi người ta thôi. Anh Hào, tôi không thể làm khổ anh như vậy. Cô Xuân à, tôi tuy là ngu dốt nhưng cũng có chút ít nghĩ suy. Việc trăm năm không thể nào ép buộc, mà phải từ lòng yêu thương, phải tin số phận duyên tình trời định cho ta. Tôi với cô bè bạn lâu rồi, lúc lắm nguy thì giúp đỡ là việc thường. Cần đứa bé sanh ra bác nhìn là cháu ngoại, sẽ quên hết mọi điều tha thứ cho chúng ta. Anh Hào, em cảm ơn anh. Anh Hào Xuân. Cô bộ thảnh thời quá hả chú Năm? Ủa, ông Hội. Hội, lâu lắm rồi mới gặp ông Hội tới đây. Dạ, mời ông Hội vô nhà uống nước. Cảm ơn, tôi không có khát nước đâu. Dạ, chẳng hay có chuyện gì mà ông Hội phải cất công tới đây vậy? Trời ơi, có chuyện cần mới đi chứ. Chúng tôi đi chi cho nó mỏi vậy? Cho tôi hỏi thăm nè. Dạ, ông Hội muốn hỏi cái gì? Nó đâu rồi? Dạ, nó là thằng con của tôi chứ còn ai nữa. Thằng Phúc nó đâu rồi? Cậu ở nhà hồi đó tới giờ tôi còn chưa biết mặt mũi ra làm sao á, thì làm sao mà tôi chỉ cho ông được. Ủa, mà cậu đi đâu khiến ông phải đi tìm vậy ông Hội? Chú không biết nó đi đâu sao? Dạ, thiệt tình là tôi không biết. Cậu đi đâu vậy ông? Nó đi theo gái. Dạ, đi theo gái. Đi theo gái à? Ừ. Không lẽ nào cậu ở nhà có ăn học mà để bị gái dụ dễ vậy sao ông Hội? Ở vậy mới có chuyện nói chứ. Chắc cô nào mà được cậu hai để ý cũng phải đẹp lắm mà ha. Tôi cũng chưa biết mặt con nhỏ đó nữa. Chưa biết mặt thì làm sao ông tìm được? Được chứ. À, không biết mặt nhưng biết nhà. Chắc nhà cô đó cũng thuộc loại là có của ăn của để mới dám kết bạn với cậu ba. Lầm rồi. Dạ. Gia đình của nhỏ đó chỉ là hạng tá điền thôi. Nó... Ủa sao nói nãy giờ làm như chú không biết chuyện gì hết trơn trời vậy? Hả? Dạ, thiệt tình tôi có biết chuyện gì đâu. Cậu ba có chuyện gì vậy ông Hội? Chú nói chú không biết mặt thằng con tôi thì tôi cũng tạm tin chú ha. Dạ. Nhưng không lẽ chú cũng không biết mặt con nhỏ kia nữa sao? Dạ, thiệt tình tôi đâu có biết cô đó. Nãy giờ thì mở miệng ra là chú cứ hô mấy tiếng thiệt tình hoài. Cho chú hay à, dù cho chú có thiệt tình hay giả dối thì tôi đây cũng đã biết hết rồi. Chuyện trai gái có tình ý với nhau theo tôi cũng là chuyện thường tình, nhưng muốn làm xui gia thì không thể được, vì tôi đã nhắm chỗ cho con trai của tôi rồi. Dạ xin lỗi ông Hội, nãy giờ ông nói thằng gì?
mà tôi vẫn chưa hiểu được đầu đuôi. Không lẽ bây giờ chú muốn tôi nói ra một phẹt? Tôi chỉ e chú sẽ xấu hổ với xóm làng vì đã buông lỏng cho con gái của mình hẹn hò với trai suốt cả năm nay. Ông Hội, ông nói sao? Ông nói con gái tôi nó hẹn hò với trai à? Đúng. Và đứa con trai đó không ai xa lạ, chính là thằng Phúc con tôi đó. Nè, ông Hội, ông không được nghĩ bậy bạ cho con gái của tôi nghe. Nó sắp lấy chồng rồi đó. Ông đừng có đặt điều nó hẹn hò với con trai ông, làm ảnh hưởng hạnh phúc của nó. Chính thằng Phúc nó thú nhận với tôi rành rành vậy đó. Tôi không đồng ý nên nó bỏ nhà đi mất. Tôi phải lặn lội tới đây mà tìm. Chú nói tôi nghĩ bậy là nghĩ bậy sao chứ? Không có nói bậy mà ông hạ thấp cái danh dự con gái tôi vậy hả? Cho ông biết, dù nhà tôi nghèo nhưng con gái tôi không có thèm hẹn hò với con trai của ông đâu. Ông đi chỗ khác mà tìm đi, ở đây không có. Chú nói không có thì chú dám để tôi vô nhà tôi xét không? Được, nếu không có thì ông tính sao với tôi? Nếu không có thì sao? Chú muốn sao tôi cũng chịu hết. Ông nói thì phải giữ lời nghe. Rồi cứ tự nhiên vô nhà mà xét đi. Ủa sao lạ vậy cả? Sao không có dấu vết gì hết cả? Ông đã hứa thì phải giữ lời nghe. Bây giờ ông phải xin lỗi tôi thật lớn cho mọi người nghe. Chú Năm à, gì? Thông cảm cho tôi mà. Nếu tôi làm vậy thì còn gì mặt mũi tôi nữa chú Năm. Vậy chứ mặt mũi của con tôi sao ông không nghĩ tới? Bây giờ ông phải xin lỗi tôi á, không thì tôi sẽ kể hết cho bà chuyện nhà của ông. Này nè mặt nè, đừng mặt. Thôi được rồi, xin lỗi chú. Lớn thêm chút nữa. Xin lỗi chú. Lớn nữa. Xin lỗi. Cũng khang rồi, chịu chưa? Không muốn ăn đâu con. Ba phải ráng ăn miếng cháo. Con đút cho ba ăn nghe. Rốt cuộc rồi cũng chỉ có mình con săn sóc cho ba. Hạnh à. Dạ. 2-3 năm trời chờ đợi thằng Hoàng, con có giận ba không? Ba đừng có nói vậy. Đạo làm con, làm sao con dám hờn cha giận mẹ cho mang tội với đất trời. Hạnh à, nhìn con ra vào một thân một bóng, còn thằng Phúc thì phương trời trôi dạt chẳng biết ra sao. Ba mới hận vô cùng, cũng vì ba khắc nghiệt nhận tâm. Thương hai con giờ đây ba nhân cách ruột xé
Xuân đi xuân có lại bao giờ. Ba đã vô tình hại đời con gái của mình. Ông ơi, cô trời ơi, cậu ba về. Cậu ba về hả? Trời ơi, tạ ơn trời Phật. Ba, chị Phúc, ba đang chờ đợi em đó. Ba, xin ba hãy tha thứ cho con Phúc. Trời ơi, thật không thể nào ngờ được con Phúc em trở lại với gia đình. Vậy là ba đã mang nguyện rồi, xuống suối dài ba cũng được an tâm. Không, ba không thể nào chết. Ba mối hận thì muộn màng. Ba, phút ơi xuân đã quay thuyền sẽ đôi sang. Nó lấy chồng khi em ra đi vừa tròn một tháng. Làm sao có thể như vậy được? Đậu à, ôi mày đưa thư của Xuân nói như thế nào? Dạ, cô vừa đọc xong thì cô ngất xỉu. Em sợ quá chứ em chạy luôn rồi. Bởi nghe thằng Đậu nó nói thì đợi ba đi khỏi tìm đến nhà chú Năm á, thì chú Năm bảo Xuân nó lấy chồng rồi. Chị có gặp cổ không? À, không. Xuân ơi, tại sao em quên những lời hò hẹn anh vừa đã đi? Em đã đổi dạ thay lòng. Chập chờn luôn có bóng hình em ẩn hiện. Không, không thể như vậy được. Con xin phép ba, con phải đến nơi hỏi cho xa lẻ. Nếu Xuân thật tâm giống phụ, có gì con nhân sẽ do ba chọn lựa. Chẳng bao giờ dám cãi lại ba. Chị hai, chị ở nhà săn sóc cho ba, để thằng Đậu đưa em đi. Được rồi, em đi đi. Đi đi con, ba không sao đâu mà. Chiều đêm không mây nào ơi, sầu dâng lên mắt biết
đi đâu vậy? Dạ em đi chợ. Trời ơi dễ thương quá. Thôi em đi đi nha cưng. Dạ. Bộ cái tướng của mình sang lắm hay sao mà trời ơi, cổ lầm mình là cậu ba. Ngộ, trời ơi cậu ba. Cô ơi, cô à, hồi nãy cô kêu cậu đó là cậu ba vậy chứ cậu là cậu ba nào vậy cô? Thì cậu ba Phúc con hội đồng chứ còn cậu ba nào nữa. Cậu ba Phúc đó hả? Ừ. Dạ cảm ơn cô nghe. Cậu ba, cậu ba ơi, cậu ba, cậu ba. Đó, lại được lên mặt cậu ba rồi. Kêu cậu ba chứ vậy em trai? Dạ thì kêu cậu để. Để làm gì? Để đập vô mặt cậu chứ chị. Trời ơi. Đồ sở khanh, đồ lừa lọc, cho mày đáng cái đời mày đó. Ây da trời ơi, sao tự nhiên đánh tôi kỳ cục. Ờ đánh nó có sao không? Trời ơi, mau. Trời ơi chết tôi rồi, trời ơi mau. Anh kia, tại sao rồi khi khổng khi không anh lại hung hăng gây sự, anh đánh vô mặt tôi cho máu mũi nó xịt ra. Cậu ba mới có mấy thôi mà cậu thấy đau như vậy thì cậu có thấu chăng nỗi khổ của người ta. Suốt mấy năm trường chờ đợi thâm cốt nhục, thật là kẻ giàu sang mà tâm địa nhỏ nhen. Trời ơi, tôi có vợ con hồi nào đâu mà tự nhiên nói tôi sở khanh rồi còn đánh tôi nữa trời. Cái gì? Cậu còn chối nữa hả? Chối đâu mà chối, tôi còn con trai nghe nghẽo chứ bộ. Rồi tự nhiên cái nói người ta có vợ con rồi cái đánh người ta. Tự nhiên à? Không lẽ cậu không còn nhớ tới người con gái tên Xuân đã hết lòng thương yêu cậu sao? Ủa, Xuân hạ thu đông nào trời, tôi đâu có biết cô Xuân nào đâu. Cô Xuân con gái ông Năm Hiển chứ còn ai nữa. Cậu mà còn giả bộ ngu ngơ nữa thì tôi đấm cậu nữa bây giờ. Rồi, thôi đừng, tôi biết cô Xuân rồi. Biết rồi thì bây giờ cậu tính sao đây hả? Thì bây giờ biết tính sao bây giờ trời. Đúng là cái giọng điệu sợ khai ra này. Trời ơi, làm ơn đừng có đánh tôi nữa. Đánh nữa. Anh nghe tôi nói nè. Tôi không có phải là cậu ba Phúc mà tôi chỉ là cái thằng đậu. Thằng đậu là người giúp việc cho cậu ba. Trời ơi đánh hoài à, đánh như con không đẻ vậy đó. Anh nói sao? Anh không phải là cậu ba Phúc hả? Đậu, đúng không? Đậu. Sao nãy tôi nghe người ta kêu bằng cậu ba rõ ràng mà. Tại vì người ta lầm. Trời ơi, còn tôi thì tôi muốn lấy le. Ai dè đâu rồi tự nhiên ăn đòn ngang xương nha. Tôi xin lỗi anh nghe. Nhưng mà bây giờ cậu ba ở đâu vậy? Mới vừa về tới à. Thôi được rồi, bây giờ có cái chuyện gì nè, từ từ đó rồi cậu kể cho tôi nghe đi. Rồi tôi về tôi sẽ nói lại với cậu ba tôi. Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm nha. Sao anh về sớm vậy? Bữa nay anh xin nghỉ để làm cỏ ruộng cho tía. Nè,
anh mua hộp sữa bột cho thằng Thọ nữa nè. Còn đây, hộp này là thuốc bổ cho em đó. Em có sao đâu mà bồi dưỡng, anh lo cho thằng Thọ cũng đủ mệt rồi. Sao em nói như vậy? Em ốm nhiều lắm đó. Tía cũng vậy nữa. Anh sợ tía bắt đầu để ý tụi mình rồi đó. Em à, dầu sao em cũng đừng để tía lo nghe. Em biết rồi. Thôi để em đi lên sấm trên mua mớ cá về nấu canh cho tía với anh ăn hả? Ờ, em đi đi. Trời ơi, nên khóc nữa rồi. Trời đất ơi. Để ba ru con ngủ nha. Ngủ đi con. Rào răm đất vân dễ vân khó trồng, chứ người dân khác họ sao đem lòng nhớ. Chứ âu ủa, bữa nay trại Cương nghỉ sao mà con lại ở nhà đưa con vậy? Tía nó nhỏ nhỏ chút xíu nó đang ngủ. Dạ thưa tía, dạ con xin nghỉ vài bữa để ở nhà phụ làm cỏ ruộng với tía đó. Để tía làm từ từ cũng xong rồi. Chứ con lớp lo làm chỗ này, lớp lo chỗ kia, sức đâu mà chịu nổi. Đâu có sao tía. Mấy năm nay con cực khổ, giờ nhà cửa cũng cất lại rồi, sự sống cũng đủ ăn đủ mặc. Tía thấy là con nên nghỉ ngơi vì đời con. Đã vì con xuân thua thiệt đã lâu rồi, ai cũng vì con lo tạo một tương lai. Tía à, tía nói điều chi con chẳng hiểu rõ đôi đầu, vì trong đạo nghiệp vẫn chồng thì phải chung lo. Tụi bay dối gạt ngay chớ rồi, vì tuổi bay chỉ làm trò chồng vợ cha mà thôi. Tía ơi, việc trăm năm chúng con đã nguyện đến trong đời thì đâu dám đi gạt lừa, xin chớ hiểu lầm mà giận nay con. Ta không có hiểu lầm đâu. Đám cưới mới vừa 7 tháng, con Xuân nó đã sanh thằng Thọ. Tao đã nghi rồi, nhưng mà thương cháu ngoại tao bỏ qua. Nhưng mà tình ý của tụi bay không qua mắt tao được. Có một đêm thức giấc nghe thằng Thọ khóc mà không nghe ai dỗ, tao mới đến buồn tụi bay. Tao xô cửa tao nhìn vừa, tao thấy mẹ con nó nằm trên giường, còn mày á cuộn trong chiếc nốt mà nằm ở dưới đất. Tao hiểu, tao tức có thể chết đi được. Hào ơi, là người dân nước lã mà con đã kề vai gánh vác nỗi đau ô nhục của người ta, mà con có được hưởng chút tình nghĩa gì đâu. Đã mấy năm nay đi khổ một mình, muốn nói lắm, nhưng mà sợ khơi là cái vết thương lòng con Xuân nó chịu không nổi, tiếp phải im lặng. Nhưng mà mỗi ngày cái nỗi căm hận nó gia tăng. Tía, tía không trọn phận làm cha để con của mình nó tan nát một cuộc đời. Bây giờ tía chỉ mong nó hòa hợp được với con nó thì mai ra thì mới dơi cái nỗi hận này. Còn không thì trời ơi, thân già tía đây, tía không còn chịu nổi được, không thể nào mà chịu nổi. Tía ơi, con lại tía. Tía đừng giận con nữa. Từ nay con sẽ không làm cho tía buồn nữa đâu. Thương ơi, con muốn nói cái gì? Con nói là con sẽ hả?
trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân, nụ tầm xuân nở ra xanh. Trời ơi, có phải Xuân, con làm gì vậy? Tía ơi, Xuân, mày làm cái gì? Để con ra coi coi. Ba đồng sao anh chẳng nói những ngày còn không, bây giờ em đã có chồng như tim vào lòng như ca canh câu hò. Anh ơi, anh à, cho tôi hỏi thăm, anh tìm ai vậy? Xin lỗi, đây có phải nhà của Xuân con của chú Năm không vậy? Dạ phải, mời anh lên. Tụi bay làm cái gì vậy? Bộ điên hết rồi phải không? Ai in cho cậu ba phải không? Dạ, cháu là Phúc đây. Mời cậu vào. Mấy năm trước đông lúa cho ông Hội á, gặp cậu hoài. Cậu đi đâu miệt này vậy? Ông Hội vẫn khỏe đấy. Dạ, cảm ơn chú, ba con vẫn khỏe. Thưa chú, dạ, anh đây là... Chồng của con Xuân. Xuân à, rót nước khách uống con. Dạ. Con ba. Em Xuân. Ủa, cậu ba có quen con Xuân à? Dạ, chắc cô quen đó tía à. Tía ơi, tía vô con nói chuyện cho tía nghe nghe. Xuân, uổng công anh cãi lại ba, bỏ xứ lìa quê con dì em. Vậy mà mới có một tháng là em đã đi lấy chồng. Xuân, tại sao em không chờ anh chứ? Tại sao em nông nổi đổi thay mau chóng như vậy Xuân? Anh ba, anh cứ trách mắng em đi, em không một lời cãi lại. Em biết là anh đang đau nhói cả con. Cuộc đời đã dữ dàng, còn
Anh nói gì? Tôi nói khi cậu bỏ đi thì cô Xuân đã có thai hơn 2 tháng rồi. Trời ơi, Xuân đã có thai với tôi. Nó là trai hay gái? Một đứa bé trai, và nó phải có chồng. Nếu không thì cả nó và tôi đều chết vì xấu hổ. Cậu ba, tôi thật không ngờ con Xuân mà nó lại có thai với cậu. Xuân, mày thật là một đứa con gái không biết thân biết phận. Tía, tía ơi, con yêu anh ba qua lớp người lái buôn trên sông sớm chiều xuôi ngược. Chớ nào có yêu một cậu ba quyền quyến sang giàu. Chú năm ơi, tình yêu đâu có phân biệt sang hèn. Con yêu Xuân với tấm lòng chân thành chung thủy, vì áp lực gia đình con mới ra đi. Con đâu ngờ Xuân cô thay, ngày tái ngộ lại gặp nhiều ngang trai. Gương đã vỡ làm sao hàn gắn lại, chỉ xin được gặp lại con tôi cho phụ tử cùng phùng. Cảm ơn chú Năm và anh đã bảo dưỡng con tôi. Tôi sẽ có ngày đáp tạ. Cậu đừng có cảm ơn tôi, cậu hãy cảm ơn thằng Hào, vì nó đã chăn vợ giữ con cho cậu. Vậy là sao? Chú Năm, anh Hào, Xuân, em đừng làm khổ anh nữa mà. Vì anh Hào với em chỉ là vợ chồng giả. Vợ chồng giả? Phải. Khi biết mình mang thai, được tin anh ra đi, em định liều mình tự tử. Nhưng anh Hào đã hết lời khuyên nhủ, và trước mặt tía, anh đã đứng ra hỏi cưới cho mình. Chính tía cũng không hiểu rõ sự thì gả con một lần, còn việc sau này của tụi con thì hãy tự mà quyết định đấy. Nè, con của anh đó, hai người cứ yên tâm nói chuyện đi. Tía nói vậy chứ không có buồn giận gì đâu. Để tôi đi vào với ổng. Anh Hào, thật trên đời khó kiếm. Con của ba, con của ba xinh quá. Nếu hồi nãy thấy sợi dây chuyền này, anh đã biết nó là con của anh rồi. Năm đầu lúc em sanh nó, gia đình thật khổ. Một mình anh Hào phải làm 2-3 công việc mới có tiền lo thuốc men cho em và con. Ơn của ảnh nặng quá, em thật là khó nghĩ. Cậu mợ ba hãy để em về thưa chuyện với ông, rồi cô hai sẽ đến đây rước cậu mợ với bé Thọ. Chứ tự nhiên người cậu đến đây là dắt vợ con đi, thật là khó coi chứ không phải là khó xử. Em thật là thông minh đó. Trời ơi, người ta thông minh lâu rồi. Thôi em đi nghe. Hà nụ tầm xuân nở ra sắc
Em Xuân. Anh Ba. Anh Ba Phúc. Chú Nam. Ông Hội. Chắc có chuyện gì quan trọng ông mới nhập công hạ cố tới đây đó phải không? Đúng rồi. Cho tôi hỏi thăm nghe. Nó đâu à? Nó nào? Còn ai vô đây nữa? Thằng Thọ, cháu nội của tôi đó. Ủa? Cháu nội của ông mà sao ông hỏi tôi? Chú Nam. Chú làm khó tôi vừa phải thôi nha. Lần trước đó, tôi qua đây để mong dò la chuyện của cô với con chú hết tình. Chú không tin mà còn đơn em, bắt tôi phải mở lời xin lỗi. Rồi tới ngày sự thật đổ bể ra, vậy chú tin thế nào? Muốn tôi đây làm dâu hay là bỏ qua? Chuyện trước ở đây tôi cũng như nằm mơ, tụi nó thương nhau đâu có hỏi tiếng nào. Rồi con của ông lên đường biệt thư, để con tôi vô nỗi sầu mà buồn vui. Thử hỏi mấy năm qua chẳng yên tâm hay giúp đỡ có chút phiêu gì. Nay lại qua đây để nhìn con dâu, vậy coi sao được. Tôi không có giận mà còn chấp nhận con dâu. Cháu nội là sung sướng cho con gái của anh rồi. Anh lần khó dễ tôi làm chi vậy anh Năm? Kể cả cách xưng hô tôi đã chuyển từ chú qua anh rồi đó. Không lẽ anh không bằng lòng nữa sao anh Năm? Hả? Để tôi còn suy nghĩ lại đó. Chứ con gái tôi nó cũng khổ quen rồi. Thằng cháu ngoại thì hồi đó tới giờ cũng đâu có cần ông nội. Nó chỉ biết có ông ngoại này thôi. Cho nên chuyện có thêm ông nội để tôi tính coi có cần thiết cho nó không. Anh tính gấp gấp giùm tôi anh Năm. Chuyện tính toán mà đâu có gấp được. Thôi anh về nghỉ đi ha. Rồi đâu 3 tháng tôi tính xong mà tôi cho anh hay. Đùi 3 tháng lận hả? À. Trời ơi lâu quá. Vậy thôi cảm ơn anh tôi về. Dạ. Ôi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh Hội. Sao vậy anh Hội? Chắc không sao đâu. Tại xúc động quá. Thầy thuốc có nói rồi. Gặp trường hợp xúc động như vậy bất quá chỉ chết thôi chứ không sao đâu. Ôi trời ơi. Nguy hiểm dữ vậy sao anh? Làm ơn. Sao? Làm ơn cho tôi gặp cháu nội lúc cuối cùng đi anh Năm. Trời ơi, bình tĩnh mà anh Hội. Nãy giờ tôi giỡn với anh mà. Anh giỡn hả? Giỡn sao ác nhân sát đức vậy? Ôi trời ơi. Thôi, ra đây ông ngoại biểu con. Nè, lại ôm ông nội của con đi. Anh Hội, thằng Thọ, cháu nội của anh nè. Đâu, cháu nội tôi đâu? Đây. Ơi, đúng là cháu nội tôi rồi. Trời ơi, nó giống tôi còn nhỏ quá. Cháu nội của ông. Trời ơi, ông bế ra nha, trời ơi. Mà, đừng ráng quá ngang. Nguy hiểm cho sức khỏe lắm anh Hội à. Không có sao đâu, nó là cháu nội của tôi mà. Tôi quay bầm nó về nhà cháu. Ê, trả cháu ngoại cho tôi, anh dẹp tôi phải không? Thôi, không trả là làm sao mà gặp được cháu nội của tôi chứ. Anh Hội. Thank you.
nghe em hát câu dân ca sông mà lòng lâu nay.